Hello mọi người, sáng ngày hôm nay sửa soạn xong thì đón Quang Chí bên cạnh nè. Quang Chí là một người quản lý rất là thứ dữ bên Việt Nam nha mọi người. Bây giờ Huy đón Quang Chí với lại một nhân vật nữa là Ngô Kiến Huy, người rất là thân với chị Phi Nhung. Bên này đến thăm chị Phi Nhung, sau đó là đi cà phê, đi chơi. Bây giờ mọi người hãy follow theo Huy nha. Bây giờ tụi Huy đi cũng gần tới rồi, chút xíu nữa Ngô Kiến Huy sẽ có mặt. Bây giờ đi trên xe này chỉ có hai anh em thôi. Đây là Đỗ Quang Chí, tỷ con chó. Cô cuối là rồi nha. Ok, chúc gặp lại mọi người nha. Bây giờ tụi gần tới rồi. Đây, chào đón anh Ngô Kiến Huy đến thăm chị Nhung. Mọi người, đây là lần đầu tiên Ngô Kiến Huy qua tới tỉnh Xá Giác An nè. Sau 5 năm mới qua Mỹ. Sau 5 năm hả? Đúng rồi, mới qua Mỹ. Nên là hôm nay mới được thăm chị Nhung. Đây. Hết lửa hả? 2018 thì Huy mới quay lại Mỹ. Và bây giờ Huy đến thăm chị Nhung. Ở đây là cái tỉnh xá thôi. Giống như là thầy hồi xưa thầy mua cái nhà xong rồi thầy về đấy xong rồi thì giờ tu ở đây Phật gia. Xong rồi bắt đầu thầy từ từ thì sẽ phát triển. Có hỏi người là tỉnh xá là gì nữa. Chính thức đúng không? Mà thầy chính thức rồi. Đấy. Thầy chính thức hả? Đúng rồi. Có thầy trước đúng không? Đúng rồi. Bắt cây. Năm luôn. Đúng không? Đúng rồi. Có. Thắp nhang đi. Cái này cơ duyên của chị Nhung đến đây á, là lúc đó là ba của chị Gigi cũng thờ ở đây. Ừ, là giờ mọi người đến đây cũng thấy cũng gần nữa. Không biết sao cũng chọn đến cuối cùng thành chọn ở đây không. Thầy cũng có nhiều chùa, lúc đó mình cũng đi liên lạc nhiều chùa lớn lắm. Nhưng mà không biết sao cứ cuối cùng là đi về chùa này. Đúng rồi. Đúng rồi, yên tĩnh hơn. Ờ, gần nhà đó. Gần nhà đó. Đấy. Rồi. Đẹp quá. Ừ. Hồi lúc mới đưa chị Nhung về đây thì tấm hình khác, sau đó một tuần rồi sao mới là có mới Wendy mới chọn cái tấm hình này. Đúng rồi. Đấy.
chú Quang Chí đã ủng hộ cho lớp học của chị Phi Nhung. Thế nên ra cái chỗ mình sẽ xây cái trường trường học của chị. Tại vì xây cái trường học là lúc lúc mà Wendy có con đó, Nhung cũng muốn con của cháu của Nhung cũng phải biết tiếng Việt, dù là ở đâu này cũng phải biết tiếng Việt, cho nên là cái trường, cái lớp học Việt ngữ nó ra đời đó. Cho nên lúc về đây thì mấy thầy cũng mong muốn cái điều đó, xong rồi thôi cái lập một cái trường Việt ngữ ở đây, thầy mong muốn vậy, cho nên là thầy có cái miếng đất bên cạnh để định xây lớn ra chút xíu thì, đó. Vì mình đi xuống dưới đây mình chào mấy sư cô chút xíu đi, dạ, xong dạ. Mình qua bên kia. Ở đây thầy có bán đồ ăn nữa. Thầy làm bánh tét rồi mấy cái bánh chay, đồ chay á, thầy bán. Cho nên là ở dưới bếp nó sẽ, với lại thứ bảy chủ nhật thì sẽ có cúng cơm chay đó. Đây A Di Đà Phật, thầy mới về hả? Dạ, mới về. Đây, con dắt mấy em ở Việt Nam mua kiến huy đó. Đó. Làm chương trình gì của Trấn Thành đó mà. Đấy. Thầy mới giúp thầy vô. Dạ, dạ. 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 Thầy chuyên bán các loại đồ ăn, dạ. Đồ ăn chay. Dạ, không, là... Đây có hai chị ha, fan hâm mộ của chị Phi Nhung nữa kìa. Đó. Rồi mai giới thiệu các con. Đây con. Đây là thầy Thích Chất Châu. Dạ. Thầy chủ trì chính ở đây cùng với lại sư bà ở đây nữa. Đấy, thầy phải dắt tụi con đi để cho thầy giới thiệu chứ. Bởi vì Huy là dắt Huy qua đây để Huy tham quan cái khu này. Đây giới thiệu với mọi người, đây là cái khu mình sẽ xây lại cái trường chánh điện với lại cái trường Việt ngữ của Phiên Bang Tân Phi Nhung nằm ở đây. Ở trong thì Huy dọn hết, vẫn bị hết xong rồi. Dọn hết ra rồi đó. Nhưng mà bây giờ thầy đã city nó ập luôn chưa thầy? Chưa, còn đợi. Còn đợi. Đây, sao đợi? Bắt hệ thống chữa lửa gì nữa. Chữa lửa. À, rồi nhưng mà tình trạng là mọi thứ nó ổn định hay sao? Xong hết tất cả rồi. Tất cả giấy tờ này kia nọ. Cái sprinkler là gì? Cái mà chặn nước xịt nước. Đúng rồi, đúng rồi, cái đó hệ thống chữa đó. Hệ thống chữa lửa. À. Đã bắt buộc phải có thầy. Thì mình đi đằng trước được không thầy? Dạ, đây là Phật, dạ. Dạ. Đấy. Dạ. Dạ con chào cô, dạ. Dạ, chào cô. Dạ, hai cậu Huy, hai cậu Tinh Huy á. Dạ. Hay cứ hay đi Đài Loan với chị Nhung. Ừ. Dạ có con. Có hả? Có bán, có người ta bán. Có nhân viên nó bán cô. Đây. Đây, đây là hồi dắt mọi người đi tham quan. Bây giờ giống như có bạn của thầy cũng đại gia lắm á nha, mua nhà ở Grand Row không. Hy vọng là cái trường Việt ngữ với lại cái chánh điện của thầy sẽ xây được nhanh. Nhưng mà city nó có cho thầy xây mở rộng ra hết không thầy? Xây mình sao tới trước luôn nè, tới Phật Di Lặc luôn nè. Ờ, bây giờ mình coi lại nha. Tới Phật Di Lặc luôn. Ở đây Mỹ á, tại Mỹ. Chị chia ra. Năm sào á. Trồng năm sào dữ mà. Bây giờ có ăn cái cây vườn của anh Wendy trồng nè. 464 nha. Ai 464 mét vuông. Trời ơi, 464 mét vuông. 500 mét vuông à. Tại khuôn viên ở đây nó bắt xây là phải có chỗ đậy xe, không có chỗ đậu xe nó đâu có cho chịu. Đây là cây phượng. Ừ đúng rồi, nó bây giờ nó bắt đầu nó mọc nè. Giờ thầy bón phân nè, phải không thầy? Dạ. Chị Hiền đó, chị Hiền chăm sóc đó. Chị Hiền. Hiền fan quê. À chị Phi Nhung hả? Ồ biết biết Hiền đó. Trời. Nếu mà thầy mở đập hết xây ra từ đây dài kia cũng dài, cũng dài rộng lắm ha, hai căn á. Nhưng mà nó chỉ so sánh thấy tới bên này thôi, chứ bên kia không có cho. Ở chỉ xây từ đây tới đây thôi, chứ không có bên kia. Mà tất cả mọi thứ cũng hoàn tất hết rồi. Trời có chứ lửa. City á bắt không có cái thứ. Dạ. Tiền bạc ở đây đủ hết rồi thầy. Tiền bạc này đủ hết rồi hả? À 140 nữa. Dạ.
Dạ, hy vọng là mọi người sẽ ai có lòng hảo tâm thì sẽ đóng góp thêm 2 tỷ 8 hả? 3 tỷ. Ờ, 140 ngàn nữa. Thì trước mình gây quỹ được 160. Dạ. Vì một số người họ gửi về chứ hả, tôi lấy trong cái phần xưa đó. Thì tổng cộng thì coi như là thì con nghĩ là thầy xây xong bắt đầu xây đi thì con nghĩ là sẽ tất cả mọi người sẽ có cởi quyên góp gì nào cũng đúng rồi, cũng sẽ đầy đủ nè. Dạ đúng rồi, mặc vô đi. Rồi bây giờ này chúc mừng thầy thôi. Đây là tất cả các khuôn viên của tỉnh Sa Giác An. Ủa thầy, xong rồi thầy cũng để này cái tên là tỉnh Sa Giác An luôn hả thầy? Không, cái tỉnh đây là cái đường này, cái này là cũng để tên tỉnh Sa Giác An luôn hả? Đó, mời mọi người tham quan lên toàn bộ khu bên đây. Cái mặt công việc của thầy nè. Ủa thầy không biết gì thì hỏi bé con còn không biết gì đâu. Hỏi bé vậy là chuyên gia về real estate đó thầy. Nữ tỷ phú tương lai. Ví dụ đồ học mình làm bước của cái company là về sẽ môi trường gì đó. Vô trong nhà mình chắc là con thấy giống như mình có ngày xưa chủ nhà trước có xài giống như xe sơn có chất trì hay là có một số có chất gì đó. Dạ rồi. Thầy đã trả tiền không biết chứ? Trả hết rồi. Họ lấy 3, lấy tôi hình như 2.500 50. Rồi mướn cái người mà đến họ đi kiếm lấy rồi nhưng 950. Dạ, thì tổng cộng hơn 3.000 rồi đó. Riêng cái hệ cái môi trường á. Người xưa đã đóng cái tiền permit của CD là 22.097 đồng 3 cent là scope fee. Dạ. Đóng cái lệ phí cho cái phủ là 22.000 không cái chính mấy đồng. Chuyện thì nó việc cần phải đóng cho một cái permit thì cái tiền đóng đó là tiền đóng cái permit đó. Thì khi mình coi có permit đó mình mới bắt được luôn. Chứ ví dụ mình đang bill mà người ta đi mang qua đúng rồi. Đó mà. Ờ, ngừng lay liền. Thì giống như Việt Nam mình có giấy phép thôi. Ờ, giấy phép xây dựng thôi, nó là giấy phép xây dựng. Đó, đây là hôm nay dắt một chuyên viên đi qua đây để cho mọi người thấy được là chưa biệt thự sẽ được xây như thế nào. Người khán giả trên YouTube của Huy thì cũng sẽ có biết thêm về thông tin để chuẩn bị thầy sắp xây rồi. Chỉ cần approve nữa là xây thôi. Rồi. Còn cái trường hợp mình một tầng cho nên sau này mình làm tắt điện hoặc là những ngày lễ lớn á cho nó thoáng. Dạ. Thầy còn quê với anh luôn nha. Bình Định. Bình Định. Còn quê luôn. Lấy cô Bình Định. Nhưng mà anh Nhung mới chọn chỗ cũng to cũng ấy không? Cùng quê Gia Lai Bình Định rồi. Dạ. Ra đèn. Đèn. Ở quê không biết nè. Ta có 7 tiệm rồi thầy ơi. 17 tiệm. Nhưng mà coi như cái kiến trúc xây dựng ở Việt Nam với đây nó khác. Ừ. Xây thấp hơn. Ở đây không có làm móng, phải không? Hả? Ở đây không có làm cái móng nó dưới đó, đổ móng á. Có đóng mà nó đổ nguyên một cái tảng luôn. Một tảng bê tông luôn. Còn Việt Nam chỉ đổ trong cái khuôn viên móng thôi. À còn đây một tảng từ một nguyên bài đất luôn. Một nhà vậy. Cái móng nó là nguyên một cái nhà cho nên cái nhà nó sẽ nằm trên một cái móng. Cho nên nó không ráp này, ráp là mình xây đâu. Ráp bằng gỗ không à, không có xây. Rồi sau này họ đóng lưới nó rồi coi như họ tô xi măng ngoài thôi. Đó một cái truyền thống mình bự vậy đó. Nhưng cái này phục vụ cho cái này luôn mà. Công cộng mà. Công cộng mà. Không có đi một cái nào vai. Đúng rồi, không có công chứng.
thì đó thì mới đánh cái bự đó. Ôi gì mà giờ bị em bị rồi quằn chán quá hả? Ôi, qua đây là ô đó. Chẳng hiểu quá, chẳng hiểu. Ngô Kiên Huy đã đến Mỹ và thăm chị hai Phi Nhung rồi. Bây giờ là video đến đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người nhớ like và share cho Huy nha. Bye bye.